Hello các ông, lại là Phẳng đây. Các cụ đã dạy rằng không gì thoải mái bằng việc được ẻ đái đúng khi, nhất là vào cái lúc nỗi buồn đã tuồn ra tới tận cửa rồi lại không được xả thì bố ai mà chịu được đúng không nào? Vốn dĩ đó là cái quyền cá nhân mà mỗi công nhân đều có. Nhưng không, đất nước Malaysia thì lại không nghĩ thế. Ở đây có một quả luật cực kỳ oai oăm, đó là cấm người dân sau khi tập thể dục nhịp điệu trên giường thì phải nhịn tắm, nhịn cả đi nặng, đi nhẹ trong nhiều ngày liền. Để nghĩ ra được cái quy định này, chắc hẳn các anh bạn Malaysia cũng rất giỏi trong việc kìm nén nỗi buồn muốn phun trào trong cơ thể lắm đây. Vậy phải để Phẳng tôi đi điều tra về phi vụ giấu hàng của đất nước này mới được. Let's go! Anh bạn Malaysia đã chẳng còn xa lạ với Việt Nam, vì cả hai đều có chung một đường biên giới trên biển và đều thích sầu riêng như nhau, nên cuộc sống khá là hòa thuận. Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang nằm tại phía nam của khu vực Đông Nam Á, với tổng diện tích đất liền là 330.803 km², bao gồm 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang. Malaysia bị tách làm hai phần qua Biển Đông, một phần là bán đảo Malaysia và phần còn lại được gọi là Borneo thuộc Malaysia. Năm 2021, dân số của Malaysia được ước tính là 33.549 triệu người, khi có tới 27,6 triệu dân đang sinh sống tại phần bán đảo. Trong số đó chủ yếu là người Malaysia bản địa, người Ấn và người Hoa, và có tới 61,3% dân cư là người theo đạo Hồi. Ngoài ra, tòa tháp đôi Petronas, biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur, cũng chính là niềm tự hào của quốc gia này. Tòa tháp giữ vị trí là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1998, cho đến khi bị tòa Taipei 101 ở Đài Loan xoán ngôi vào năm 2004. Nhưng đây không phải là tất cả về đất nước này. Malaysia còn đang che giấu rất nhiều điều chờ tôi và các ông đi tìm hiểu đấy nha. Thứ nhất, món ăn nhạy cảm. Nào nào, ông nào đang có nhu cầu thầm kín về chuyện quá yếu trong vấn đề giường chiếu mà không thể nói ra, thì để tôi tư vấn cho một món ăn cực đỉnh ở Malaysia nhé. Chỉ cần chén món này xong thì đảm bảo 7 nhát một đêm đánh bay chữ yếu. Món thần dược này chính là súp pín bò, được làm từ cái ấy của con bò. Nghe người Malaysia truyền lại rằng chỉ cần ăn vào là sẽ giúp tăng cường khả năng sinh lý ở phái mạnh, nên đây là món đồ được bán cực chạy trên các con phố của Malaysia. Khi chế biến món ăn này thì họ sẽ cho thêm nhiều loại thảo mộc vào nấu chung để đẩy tác dụng của nó lên mức cực hạn. Và đương nhiên là nó có giá thành khá cao, nhưng để đánh đổi một số tiền nhỏ lấy những cú thăng hoa và hạnh phúc gia đình thì cũng đáng đúng không nào? Thứ hai, chung thủy với nhiều em. Chắc chắn các con vợ của tôi sẽ rơi vào trạng thái cực gato khi biết chuyện rằng đàn ông ở đất nước Malaysia có quyền lấy tới 4 cô vợ cùng một lúc. Mà kỳ lạ là dù có rất nhiều vợ, nhưng họ lại được mệnh danh là những người đàn ông yêu vợ và chung thủy nhất thế giới. Nghe có lạ đời không chứ? Hóa ra chung thủy chia đều cho nhiều em như các anh Malay cũng vẫn là ok. Lý do họ có cái biệt danh đó là bởi độ ngoan ngoãn sau khi lấy vợ của mình. Cứ hết giờ làm là các anh chàng này sẽ say no never với chuyện đi nhậu nhẹt đàn đúm như các ông chồng ở Việt Nam, mà phi thẳng về nhà với vợ. Còn các bà vợ thì chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện chồng mình hái hoa bắt bướm ở bên ngoài. Đặc biệt là luật còn quy định nếu ông nào có nhiều vợ thì bắt buộc phải đối xử công bằng với tất cả các bà. Bà cả có gì thì bà hai, bà ba, bà bốn cũng phải có y hệt, và nhất là phải thị tẩm đầy đủ hàng đêm cho các bà vợ. Bởi vậy mà người Malaysia luôn tự hào nói rằng đàn ông Malaysia yêu gia đình nhất thế giới. Thứ ba, nhịn chuyện sinh lý sau đêm động phòng. Trái với quả luật thoáng mát bên trên, thì quả luật khó hiểu này sẽ làm cho cơ số cặp vợ chồng thấy siêu thốn sau đêm tân hôn. Họ bị cấm tất tần tật những nhu cầu sinh lý từ đi toilet tới tắm rửa trong vòng 3 ngày liên tiếp. Chiếc quy định oai oăm này là của những người Thi Đông, một nhóm dân tộc bản địa sinh sống ở đông bắc đảo Borneo. Người dân ở đây vẫn thừa kế và giữ gìn nhiều luật lệ lạ lùng từ ngày xưa, trong đó có cả chuyện cấm cô dâu chú rể xả nỗi buồn. Theo đó, cô dâu và chú rể mới cưới người Thi Đông sẽ bị cấm đi đại tiện hay tiểu tiện trong vòng 3 ngày 3 đêm, và đồng thời không được đi ra khỏi nhà trong thời gian này. Để các cặp đôi vượt qua thử thách, thì trong khoảng thời gian nhịn này sẽ có người có nhiệm vụ theo dõi và chỉ quy định số thức ăn và nước uống cặp đôi này sử dụng. Sau 3 ngày, cô dâu chú rể mới được tắm rửa, bởi họ tin rằng những người làm trái với điều này có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, hiếm muộn hoặc con cái yểu mệnh. Trong thời gian trước khi lễ cưới diễn ra, những cô nàng chờ gả cũng không được phép ra khỏi nhà. Thậm chí trước lúc chính thức thành vợ chồng, chú rể còn không được phép nhìn vào mặt cô dâu và phải hát một bản tình ca cho vợ mình nghe. Sau khi hát xong, bức màn ngăn giữa hai người mới được phép kéo lên, cũng là lúc tân lang và tân nương nhìn thấy mặt nhau. Thứ tư, cấm lộ nách trên TV. Phần lớn người dân Malaysia đều theo đạo Hồi, nên việc để lộ những phần nhạy cảm là điều khó có thể chấp nhận được. Thậm chí còn có cả luật cấm nó được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhất là những người phụ nữ, dù là hoa hậu hay là diễn viên. Khi đã xuất hiện trên TV thì những bộ phận kín đáo của phái nữ, bao gồm cả nách, đều không được phép hở ra dù chỉ là 1mm.
Bên cạnh đó, còn có cả luật không được phép quảng cáo dịch vụ của luật sư và bác sĩ, cũng như các phương tiện tránh thai trên truyền hình và cả ngoài trời, nên mấy biển hiệu bán ba con sói đầy đường ở Việt Nam chắc hẳn sẽ khiến các anh bạn Malaysia sốc tới nóc mất. Thứ năm, dùng tay phải để ăn. Nếu như ở Việt Nam, thói quen ăn bốc được xem là mất vệ sinh, thì đối với người dân Malaysia, hành động này lại là sự thể hiện tôn nghiêm, lòng biết ơn đối với những người tạo ra các món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Họ trân trọng điều đó nên sử dụng tay chân để ăn uống. Vì vậy, khi tới các nhà hàng ở Malaysia, bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi thấy người dân nơi đây dùng tay để bốc thức ăn nhé. Trong các món ăn của người Malaysia, thường được chế biến theo một công thức riêng, không có rượu và thịt heo trong bữa ăn của họ. Các món ăn được gọi chung là halal. Việc sử dụng tay để ăn đối với người dân bản địa là điều hết sức bình thường, nhưng họ chỉ được sử dụng tay phải, không được sử dụng tay trái vì theo quan niệm tay trái là không sạch sẽ. Chỉ dùng để làm việc chứ không để bốc đồ ăn. Vì là người Hồi giáo cho nên mà thói quen ăn uống ở đây bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt người Hồi giáo ở đây kiêng uống rượu và ăn thịt lợn. Do đó để kiếm được các món ăn với thịt lợn ở đây rất là khó. Thứ 6. Quốc vương luân phiên. Khác với nhiều ông vua trên thế giới có chế độ cha truyền con nối, thì vua của Malaysia sẽ được bầu bởi 9 người cai trị tại hội nghị các nhà vua để đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm. Mỗi ứng cử viên cho ngôi báu đều là những tiểu vương của 9 bang khác nhau. Trong khi chờ tới lượt bản thân lên ngôi thì họ sẽ tự cai trị lãnh thổ của mình và đào tạo người kế vị riêng. Khi kết thúc nhiệm kỳ, quốc vương phải rời khỏi ngôi vị để nhường ngôi cho người cai trị khác dựa theo hệ thống luân chuyển. Trong hệ thống xoay vòng này, ngai vàng vẫn được giữ nguyên nhưng những người cai trị thì thay phiên nhau. Vị vua gần đây nhất đã chính thức đăng quang và trở thành quốc vương thứ 15 của Malaysia là Sultan Muhammad V, vừa tròn 47 tuổi và được coi là ông vua trẻ nhất của Malaysia. Nhưng chỉ tại vị 2 năm và nhường lại ngôi báu cho người khác chỉ vì một người đẹp. Thứ 7. Nhịn ăn cả tháng. Vào tháng Ramadan, người Malaysia theo đạo Hồi sẽ không ăn từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn. Thậm chí họ còn không động đến một giọt nước dù thời tiết nóng bức. Điều này chỉ để tỏ lòng thành với Thánh Allah. Toàn thể người Hồi giáo tại Malaysia được yêu cầu tham gia lễ ăn chay Ramadan. Tuy nhiên, những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người nước ngoài đang ở Malaysia không lấy đạo Hồi làm quốc giáo thì được miễn trừ. Người dân sẽ thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng trước khi mặt trời mọc. Họ sẽ ăn uống trước thời điểm mặt trời lên để chuẩn bị đủ sức khỏe cho một ngày mới. Khi mặt trời bắt đầu mọc lên, họ sẽ không có bữa ăn tiếp theo nào nữa. Tương tự, họ cũng sẽ phải hạn chế uống nước, hút thuốc cũng như không được quan hệ trai gái trong khi ngày lễ diễn ra. Sau một tháng Ramadan thì sinh hoạt sẽ trở lại như cũ và người dân nơi đây tổ chức một lễ hội lớn để đánh dấu việc kết thúc tháng Ramadan. Chuyên mục hôm nay của Thế Giới Phẳng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nhé. Thế Giới Phẳng luôn hoan nghênh những bình luận đóng góp cho chuyên mục tiếp theo tới từ chính các ông đấy nhé. Nên đừng ngại bật mí với tôi những điều mà các ông đang tò mò để cùng nhau đi khám phá nhé. Còn bây giờ thì bye bye!